Chương trình ẩm thực kỳ duyên thì là một chương trình mà để kết hợp các bạn trẻ có một cái sở thích chung, đó là cái niềm đam mê ẩm thực, nấu ăn và cái sở thích những cái khẩu vị ăn uống giống nhau thì có thể kết duyên với nhau trong cái chương trình ẩm thực kỳ duyên này. Khi đến với chương trình ẩm thực kỳ duyên này thì thật sự mà nói, Diệu Nhi lần đầu tiên mà xem được rất là nhiều những cái màn tỏ tình rất là lãng mạn nè, rất là dễ thương. Thật sự cũng không phải là cái màn tỏ tình gì, nó chỉ là một cái món quà của cái người chinh phục, đã chinh phục được cái người được chinh phục bữa đó thôi. Thì thật sự mà nói là ngồi xem các bạn nói chuyện với nhau, các bạn làm quen với nhau cái ngày đầu tiên thì thật sự thấy rất là dễ thương và cũng vui, cũng mắc cười, tại vì các bạn, đa số các bạn tham gia chương trình này đều nhỏ tuổi hơn Diệu Nhi hết, cho nên Diệu Nhi cảm thấy cái tình bạn mới chớm của các bạn nó có một cái gì đó nó ngây ngô, nó dễ thương. Thì lúc mới yêu mà sau chương trình quen được hay không thì chúng chưa có biết, chắc là phải vài tháng nữa sau khi chương trình phát sóng xong á, hỏi ekip chương trình mới biết được. Nhưng mà trước mắt là cũng thấy một hai cặp là chắc là có thể là cảm mến nhau thiệt rồi, bởi vì cảm thấy các bạn có một cái sự chân thành rất là dễ thương. Và đó là những cái màn tỏ tình ở trong chương trình ẩm thực kỳ duyên, đó là những cái màn tỏ tình mà lần đầu tiên Diệu Nhi thấy được, bởi vì ở ngoài đời không có ai vậy hết á, chỉ có trong chương trình thôi. Còn về những bạn gái hoặc là bạn trai chưa có người yêu thì thực sự mà nói Diệu Nhi cũng không biết phải khuyên như thế nào, bởi vì chắc có thể là các bạn chưa có cái duyên để gặp cái người yêu tương lai của mình, nhưng mà chắc chắn sẽ đến một ngày các bạn sẽ gặp được thôi, bởi vì các bạn không cần phải tìm kiếm hay là không cần phải cố gắng làm một cái gì đó để mình mau chóng có người yêu, bởi vì tình yêu mà có duyên sẽ đến, còn không cho dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, không có duyên cũng sẽ chưa có người yêu đâu, cho nên cứ chờ đi rồi cũng có. Quý vị khán giả thân mến, đến với chương trình ẩm thực kỳ duyên này thì Diệu Nhi cảm thấy rất là vui, bởi vì những cái món ăn mà được nấu ở trên chương trình nè thì có rất nhiều bạn lấy cái cảm hứng nấu ăn từ gia đình, từ những cái người thân yêu của mình. Thì riêng Diệu Nhi cũng vậy, nói về gia đình mình thì Diệu Nhi cũng có rất là nhiều cảm xúc về những món ăn của gia đình của Diệu Nhi. Kể đến thì phải là pate nè, pate hương vị Phan Thiết, ba Nhi làm, rồi 0933704455. Khi mà mua pate sẽ được tặng một cái hộp bơ, rồi ba tự đánh luôn. Thì như vậy thì có một cái sự tâm huyết ở trong đó, trong món ăn thì mọi người order nhớ gọi 0933704455. Rồi và tiếp theo đó là món lạp xưởng tươi. Thì lạp xưởng tươi nó khác lạp xưởng khô một chỗ, đó chính là nó ít dầu mỡ, cũng như cái lượng thịt nó nhiều hơn và nó tươi ngon hơn. Mình có thể bảo quản ở trong tủ đông được cũng rất là nhiều thời gian, nhưng mà đặc biệt là không có chất bảo quản, bởi vì là lương thực từ gia đình làm, thì cũng hãy nhớ gọi 0933704455 để order. Và điều đặc biệt đó chính là một loại thức ăn vặt rất là được ưa chuộng, đó chính là cá cơm chiên giòn nước mắm, nghe rất là ngon, có thể ăn không nè, nhậu cũng được mà ăn với cơm cũng được nha quý vị. Và món cuối cùng đó chính là khô gà. Thì khô gà có hai loại, 0933704455. Khô gà có hai loại là khô gà bơ tỏi và khô gà lá chanh, thích hợp với những người ăn ăn cay được và không ăn cay cũng được. Cứ việc order và gọi 0933704455 gặp mẹ thì mẹ Diệu Nhi sẽ tư vấn cho các bạn. Và nếu như có ai muốn xin hình hay chữ ký của Diệu Nhi, đặc biệt là các bạn ở tỉnh xa bởi vì không có cơ hội gặp Diệu Nhi, thì có thể gọi điện thoại cho mẹ order đồ ăn và xin một tấm hình kèm chữ ký của Diệu Nhi với số điện thoại 0933704455. Và đây là để minh họa cho gói khô gà. Đây là món gói khô gà bơ tỏi, đây không có lá chanh nha, rất là thơm ngon. Và đặc biệt là nhà ăn cái gì mới bán cái đó, bởi vì hãy gọi 0933704455. Gọi bơ rất là nhiều, lượng bơ tỏi thì lượng tỏi thơm ngon nhưng mà lượng bơ rất là nhiều. Mọi người có thấy chất lượng là nhà làm nè, đó thấy không, đó ăn là yên yên lắm đó. Đây đó là không sử dụng chất bảo quản nha, không sử dụng chất bảo quản nha, bởi vậy có thể gửi đi Mỹ được, đi nước ngoài được bằng cái chế độ gọi là hút chân không, cho nên hãy gửi 0933704455. Và trong những cái dịp lễ thì có thể mua ở nhà ăn và
và coi chương trình với lại gia đình của mình, và cũng như dịp Tết đến rồi mọi người ơi, cũng như năm ngoái thì Tết năm nay hãy gọi 0933704455 để mà có thể có một cái túi quà dành tặng cho những người thân yêu, những cái đối tác của mình. Trong cái túi quà giấy đó thì có thể là order lạp xưởng nè, lạp xưởng có thể mua 1 ký hoặc là nửa ký, rồi khô gà nè và cất cơm nè. Và Tết này thì nếu mà Tết order thì có thể là như có bán tôm khô nữa, tôm khô loại 1 rất là ngon, rất là bự, cho nên mọi người hãy ủng hộ những cái lương thực thực phẩm nhà Nhi bán nha. Thương hiệu là Ăn Cho Mập là của chị Nguyên Trần nè. Đó, chị Nguyên Trần là Ăn Là Ghiền nha, 0933704455. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tạm biệt mọi người. Nhớ chị tên nha mày. Dạ, có quay không? Hai em. Quý vị khán giả thân mến, nhỏ này, nhỏ biên tập này, nó bắt là phải hướng dẫn mọi người ăn, nhưng mà ăn thì nhai nuốt thôi mà có gì đâu mà bắt hướng dẫn. Mỗi người có mỗi cách ăn khác nhau. Đây. Wow. Khô gà bơ tỏi. Đây, cái miếng khô gà dành rất là ngon và ươm, mọi người thấy không? Đó. Khô gà này nếu như mà mọi người ăn ở nhà có thể bắt một miếng chanh lên. Nó ngon. Cho nên phải gọi 0933704455 nha mọi người. Về lòng tí với chị rập rập chưa được không? Rập rập. Ngon quá. Cho nên mọi người hãy nhớ đón xem chương trình Ẩm Thực Kỳ Duyên nha. Sẽ còn rất là nhiều món ngon nữa. Ngon cũng bằng hoặc là ít ngon hơn khô gà nhà Nhi. Được chưa? Mới sáng sớm chưa sáng. Bắt cực quay. Ủa chị chơi sao? Ẩm Thực Kỳ Duyên phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 28 tháng 9 năm 2018.